chào các bạn yêu thích cây mai vàng. Nay là cũng như thường lệ sáng tôi đi thăm vườn này các bạn. Đây là cái khung cảnh mặt trời rồi núi ha. Để tôi vô tôi thường quay cái núi. Lại bị cái logo của tôi là mai vàng núi Bà Tây Ninh mà. Rồi, đây. Bây giờ cái chủ đề hôm nay của tôi là đánh thức nha. Đọt mai, đọt của cây mai nó đang ngủ để tạo mầm bông, để tạo mầm bông để ra hoa đúng trong dịp Tết. Cái chủ đề này nó cũng hay nha các bạn. Tôi nhắc lại là đánh thức những đọt mai, đọt của cây mai đang ngủ để tạo mầm bông để có cái bông mình chơi trong cái dịp Tết. Đúng ra các bạn, tôi tính là những cái clip tôi quay ở trong là nó tôi tính ngưng các bạn, tạm ngưng là không phải là không quay nữa nha, bởi vì cái này đó nó làm như nó thích tôi rồi. Tôi sẽ quay liên tục nhưng mà tạm ngưng là sao, bị nó quá nhiều rồi, của tôi nó quá nhiều. Nhưng mà cái tôi là cái người mới, thành ra cái phần mà cái người xem nó cũng có cái giới hạn, thành ra cái cũng như cái kích động á, kích thích á, tức là hưng phấn á, thì nó cũng chưa được hưng phấn lắm. Thì tôi thấy cái lượng người xem vậy cũng được rồi, nhưng mà nó cũng chưa phải là hưng phấn lắm. Thành ra tôi tính ngưng một cái thời gian, thời gian ngưng chừng tuần vậy đó, tôi đưa lên clip. Chứ bây giờ cái clip của tôi là trung bình là gần 2 clip một ngày rồi đó. Thành ra nó nhiều quá rồi, không biết người ta xem ra làm sao. Nhưng mà khi mà đi vô vườn thì tôi lại thấy cái này là các bạn ở nhà thường gặp đây. Các bạn mai ở nhà, nuôi mai nhà. Đây là cái đặc biệt clip này tôi dành riêng cho những bạn mà nuôi mai ở nhà. Thành ra tôi chịu không nổi, bây giờ tôi quay nữa là tôi sợ ra tới đây là tôi. Để cho các bạn nên nhớ là có cây mai chơi trong dịp Tết. Chứ tôi không có nói là cây mai bán nha. Tức là cây mai các bạn có bông chơi trong dịp Tết là được rồi. Mình nói nuôi mai ở nhà là vậy. Đây, bây giờ tôi đề thẳng vấn đề nè. Tôi sẽ quay trực tiếp, tôi lựa những cây mai ở trong vườn nha các bạn là vậy. Là bị cây này nó bị tôi tác động vào cái bộ rễ, tôi sửa đế thành ra nó sượng. Nhưng mà lấy cây này, nếu các bạn có trường hợp này thì các bạn nên xử lý đây. Ví dụ nè, các bạn thấy nè, cây mai này, các bạn thấy không? Cái đầu đọt nó, bây giờ nó không chịu ra đọt non. Đây, nhưng cái lá này các bạn rờ đi, nó dày, nhưng mà cái này cũng vẫn xanh các bạn, nó dày mà cái gân nó nổi lên. Đây một cái đọt này nè, các bạn thấy không? Bây giờ nó không chịu ra đọt mà nó nằm dày. Rồi, đây, các bạn thấy không? Đây. Rồi, thôi bây giờ mình tóm tắt lại ha. Vậy nói chung tổng thể là cây mai này, nếu các bạn gặp trường hợp này, thì nếu các bạn để, thì cây mai này nó sẽ không, nó sẽ ra bông sớm, rất sớm, bảo đảm. Bị gì? Cái đọt này nó không ra thì cái nhựa nó sẽ dồn lại, nó nuôi cái gạo. Nó nuôi cái gạo thì tháng 10 banh chắc chắn là banh. Thì bây giờ mình cái cách mình giải quyết nó đây. Bây giờ nè, các bạn làm như tôi ha, là hướng dẫn các bạn chơi mai nhà. Tôi nhắc lại là cái clip này để cho các bạn chơi mai nhà. Các bạn mua cái thằng Atonit hay là những cái ra cái bón, cái phân bón lá để kích đọt cây ăn trái, cây như nó cây trồng đi, kích đọt cây trồng cho nó ra đọt non. Hay là tôi thì tôi xài là Atonit, các bạn nhớ nha, Atonit. Rồi theo liều lượng các bạn cứ phun lên cây mai này cho tôi ha. Phun lên rồi ở dưới gốc tôi lấy cái hoành 30 nha các bạn, hoành 30 làm chuẩn, cho nó thêm một chút xíu ure là cái muỗng cà phê ăn canh á. Xin lỗi, cái muỗng cà phê đen nhẹ thôi các bạn, dành chậu thôi. Rồi các bạn theo dõi cho tôi khoảng chừng nửa tháng ha. Nếu cái đọt đó, cái đọt mai nó ra đọt non rồi thì là mình có bông mình chơi Tết. Tôi nói là có bông chơi Tết chứ tôi không có nói là cây mai bán nha. Không có nói cây mai hoàn chỉnh, bị cái mai mình nó bị cái trường hợp đặc biệt mà bây giờ mình đòi nó phải 100% sao. Tôi làm mai bán tôi yêu cầu tôi lấy chỉ 70% thôi các bạn. Miễn yêu sao 70% được rồi, tôi không cần 100%. Thì giờ các bạn chơi mai nhà cỡ 40-50% các bạn chơi được rồi. Tôi nói là chơi mai nhà nha, chứ không phải là tôi nói nó ra bông là y như cái người ta chuyên nghiệp nha. Nó thì bây giờ nếu nửa tháng sau, đây các bạn thấy cái đọt non nó phát triển ra bình thường thì
rồi cứ sử dụng cái chế độ mà phân y như là cái cách hướng dẫn của tôi về vấn đề mà từ tháng nói chung là từ đây tới Tết đi, từ đây tới tháng 10 đi, đã có những cái clip đó rồi ha. Rồi thì sao các bạn, nếu mà nửa tháng đó mà bây giờ nó vẫn nằm trong cái trường hợp đó thì sao? À, cái này là cái cách giải quyết đó đây. Đây các bạn, cái bọc cũng được lắm. Tôi hầu như những cái dàn cây này tôi cũng may mắn là những cái bạn chơi mai chia lại những cái cây con á thời đó đó. Là nó cũng chắc cũng dảo. Mà dảo gì tôi không biết, mà thấy bông nó cũng đỡ lắm. Đây là cái phần mai mà tôi nhắc lại thôi các bạn, nuôi gần 3 năm mà giờ tôi không nhớ rõ, nhưng mà chưa đầy 3 năm. Đây, người ta phát triển rất bình thường các bạn nè, cái đọt nè. Cái tháng này là cái đọt phát triển bình thường. Nhưng mà ở đây thì tôi cho nó phát triển tự do nha, không có hạn chế. Không có hạn chế, còn mình nuôi mai ở nhà thì nếu mà nó ra đọt như vậy thì nó tết bông nó không đẹp. Chứ nó không có được rất tốt nhưng mà bông nó không đẹp gì đó. Nó dài quá nè các bạn thấy không, cái cơ nó dài vậy. Thì cái mắt này nó thưa thì cái bông nó sẽ không đẹp. Rồi. Thì bây giờ cái phần trở lại phần này các bạn suốt cho tôi. Đó, các bạn đừng có ngại, bị gì cái mai đó là tôi chắc chắn là các bạn tết với không, chỉ các bạn suốt lá đi. Suốt lá, toàn suốt lá nha. Rồi cắt nhẹ cái phần cành, suốt lá, tôi nói suốt lá chứ không phải là cắt cành. Thì các bạn, tôi bảo đảm với các bạn ha, bị gì tôi làm rồi. Hiện nay vẫn còn kịp các bạn, vẫn còn kịp. Là các bạn sẽ tết sẽ tôi nói là có cây mai chơi. Ha. Nhưng mà đạt á ha, để tôi nghĩ nó khoảng 4-10%, nhưng mà ở nhà mà các bạn nuôi cái 40-50% là nó đã đạt rồi. Đó. Thì bây giờ cái nội dung hôm nay bị gì tôi tính là thôi tạm ngưng chừng tuần lễ gì đó để cho các bạn xem, chứ giờ không biết tôi lên lia lịa rồi. Các bạn không biết người ta có xem kịp hay không, hay là có xem hay không nữa. Rồi, nó là như vậy các bạn. Rồi bây giờ tôi nói thêm nè, cái phần này là phụ nè, phụ đề nè. Tôi nói các bạn như vậy. Nếu mà mình ở nhà mình có 5-3 chậu mai, đất mình trống, cái sân mình rộng, thì các bạn không nên gửi. Không nên gửi bởi vì mình chơi là mình phải thưởng thức chứ các bạn. Nó thưởng thức từ nó phát triển như thế nào rồi mình mới theo dõi. Các bạn thấy này hư thì mình sửa. Đừng có sợ nó. Nó nhiều các bạn lại sợ nó, tôi nói chơi nó sợ cây mai như sợ ma. Nói nuôi sao không vậy, nuôi sao không kia. Thì bây giờ tôi nói các bạn nè, nếu các bạn tin tưởng tôi, bởi vì tôi có số lượng, tôi những cái clip tôi trình bày với tất cả các bạn là tôi đã làm rồi, tôi mới trình bày, chứ tôi không có nó thẳng là xem để lấy cái kinh nghiệm cho mình, rút tỉa những kinh nghiệm và trao đổi thiệt tình với các bạn để các bạn chơi. Tôi nói nếu mà các bạn nuôi ở nhà mà đất rộng nha, sân rộng mà nuôi 3-4-5 cây mai mà đem đi gửi, cứ tết chơi gửi người ta thì thôi đừng có nuôi. Tết đi mướn đi các bạn, nó lợi hơn nhiều. Nó cái nguy cơ nó không tốn tiền nè. Mướn 1-2 triệu, 3-4 triệu về chơi cái rồi đem gửi người ta. Nhưng mà như vậy thì nó không nằm trong cái nghệ thuật chơi mai của tôi. Tôi hồi đó thì các bạn không chưa chơi này, cách đây 4-5 năm về trước, tôi vẫn nuôi bình thường. Nuôi không được thì mình hỏi ta. Mình hỏi ta không được thì xem trang mạng chỉ rồi mình áp dụng. Nếu các bạn tin tưởng tôi bảo đảm các bạn để cây mai tại nhà. Ủa tôi nói vậy rồi mấy ông nuôi mai không biết có cự tôi không đây. Nuôi mai tại nhà đi, tôi sẽ chỉ cái cách ha, cho các bạn nuôi mai. Tôi nói là cái Tết có chơi ha, các bạn nhớ là nghe chứ không phải tôi nói là bây giờ nuôi là 100%, tôi không nói vậy. 50% tôi bảo đảm các bạn, nếu các bạn làm y như cái lời hướng dẫn của tôi ha, trang mạng hay là cái clip tôi có, các bạn cứ chia sẻ trong này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn trực tiếp để các bạn có một cái chơi là phải thưởng thức. Còn không thưởng thức cái ngày Tết thì thôi, chạy ra ngoài ra cái chỗ người ta mai ta mướn cái mai về ta chơi an toàn, khỏi có phiền phức đủ thứ trơn. Rồi xong nghỉ đó. Trừ ra những cái bạn thí dụ cái nhà chặt quá mà thích cây mai thì đem gửi, tôi cũng đồng tình. Nhưng mà những cái bạn mà bây giờ cái đất rộng sân rộng, mỗi một năm rồi chơi rồi kéo đi kéo về kéo rồi phiền phức rồi nuôi ra bông, như vậy nó không phải là nghệ thuật chơi mai theo tôi. Nếu các bạn tin tưởng tôi ha, nhưng mà tôi nói không đánh đổi đó các bạn. Hỏi chứ bây giờ
tôi nuôi như vậy, nó cái vườn mai tôi cỡ như vậy, tôi không có khoe nghe. Chẳng lẽ tôi nuôi cây mai lấy 50% không được hết bạn? Thừa sức, cái này là tôi bảo đảm là thừa sức. Nhưng mà 100% không chắc ăn à, 50% được. Còn cây mai bán tôi là phải 70%. Có những năm do thời tiết cũng đói như thường, cũng không có tiền xài đi mượn. Cái chuyện đó là bình thường, ai cũng bị hết trơn. Thì tôi nói với các bạn ha, là chủ đề nó thôi, bây giờ mình nói cái nó hơi xa rồi, nó ngoài lề. Nhưng mà nhiều khi các bạn tự ái nha. Nhưng mà tôi nói các bạn đây, tôi tính là tạm ngưng. Nhưng tôi thấy cái này nó cũng hình như nó cũng trùng hợp là những cái đọt ngon mà tôi gọi là ngủ, các bạn nó ngủ đi. Đây này, như cái đọt này các bạn thấy rõ ràng là nó, mình dùng cái từ vậy nó làm như nó ngủ nè, các bạn thấy không? Đây, đây nè, các bạn thấy không? Bây giờ nó làm vậy, mà bây giờ cái gạo nó dày. Đây, cái gạo. Cái trường hợp này các bạn coi kỹ cái mai nè, gạo này. Mà cái đọt non này nó không ra. Của người ta bây giờ đọt non ra là tôi nói các bạn đây nè, cái đọt non này, nè. Ở đây nó hơi lố nha, nhưng mà tại ở trong vườn nè. Thì cái này là nó bình thường. Thì cái đọt non ra thì cái nụ này nó không lớn. Mà cái đọt non này đứng, nó không ra thì cái nụ nó sẽ lớn, nó sẽ tháng 10, tháng 11, dặn hết Tết không có bông chơi. Thì bằng cái cách phương pháp là tôi nói đưa thằng Atunit vô, đưa chút xíu đạm dưới vô theo cái cách chỉ hồi nãy, nửa tháng sau nếu coi không xong suốt bỏ hết, suốt toàn bộ cái lá bỏ hết cho nó ra bông, rồi một tháng sau lá hoàn chỉnh theo cái chế độ cũ, tôi bảo đảm các bạn có 40-50% bông chơi, bảo đảm luôn. Còn các bạn nào mà làm theo tôi đi, bây giờ cái cây này mình không chơi được thì mình suốt, chứ đâu phải là cái cây mà đang sung mà mình suốt thì mình sợ. Còn cái này cứ làm mạnh dạn đi. Đây, những cái cây các bạn thấy không, cái đọt nó không chịu ra. Đây nè, đây nè, đây nè, nó đóng cục cái này nè, các bạn thấy không nè, nó đóng cục nè, nè, chết liền. Nếu thành ra tôi nói thiệt các bạn, tôi thấy sợ các bạn gặp trường hợp mai ở nhà là không có cái mai chơi, thành ra tôi mới làm tiếp một cái clip nè, chứ đang nghỉ vài bữa nó nhiều quá rồi, mà cái nói chung là cái hưng phấn thì nó chưa hưng phấn lắm. Thì bây giờ tôi chỉ là tôi nói thiệt các bạn, tôi chỉ rất là thiệt tình để các bạn chơi mai ở nhà, để cái mai ở nhà nuôi cho tôi, để nuôi đi nha. Rồi qua năm nha, qua năm tới tôi sẽ từ cái qua ra viên rồi tôi sẽ áp dụng trên cái cây của tôi ở tại nhà, cái cây chậu nha, chứ không áp dụng cái cây chậu tại nhà. Cái phân là chỉnh đốn như thế nào, phân tưới nước như thế nào. Rồi nếu các bạn làm y như tôi, Tết các bạn sẽ có 40-50% cái bông chơi chắc chắn như vậy luôn. Thì mình chơi nhà được rồi các bạn. Tôi không nói tôi làm mà 100%, 40-50%, còn tôi bán phải 70%. Tôi nói rõ như vậy. Thì thôi bây giờ cái chủ đề hôm nay là vậy các bạn. Đây là những cây mai mà hôm trước tôi đã trình bày với các bạn đây. Đây. Rồi cái lá này các bạn này, nó ra nè, ra khiếp lắm nè, thấy chưa? Đây là đọt non. Còn cây mai này các bạn, cây mai là tôi hướng dẫn là xử lý lấy cái đế nơm bằng trên thực tế của cây mai. Hiện nay nó cũng ra đọt các bạn. Thôi cái clip này nó cũng đủ rồi các bạn, cũng hơi dài. Nếu mà các bạn thích xin ủng hộ cho tôi một cái lượt đăng ký ha, để tôi sẽ quay cái clip sau nó hoàn mỹ hơn các bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.